Tiếp theo là clip về một vị khách không chân mà cá nhân con Huy nghĩ ai thấy cũng phải sợ. Cụ thể là khi đang ngồi trong một quầy bar cửa hàng, một cô gái vô cùng hoảng sợ tháo chạy khi thấy một con rắn từ cửa lao vào. Theo hình ảnh ghi lại, con rắn phóng dèo dèo vào thẳng quầy thu ngân nơi cô gái đang ngồi. Giật nén người khi phát hiện cửa hàng xuất hiện một vị khách không chân nguy hiểm. Cô gái sợ hãi, co chân lên ghế rồi nhảy ra ngoài tháo chạy. Nhưng chợt nhớ ra chiếc điện thoại để gọi cứu sinh vẫn ở trong bàn. Cô nàng đành liều lĩnh quay lại. Cô trèo hẳn lên bàn, cứu chiếc điện thoại xong, liền vội vã chạy ra ngoài.